tối sinh nhật cái gì tối là người tối tập. Gọt cái này luôn đi con, gọt cái chung cái đó luôn đi. Đấy, cái cây đó thứ gì con gọt, con gạt rồi cứ gọt rồi cho chú, chú lấy giùm cho. Giờ lấy giùm cho con ra đường tạo. Chỉ bỏ trái này bơ bao luôn đi. Sợ rớt tiền hết kìa Nhi ơi. Có chuyện rớt tiền trong túi đó em. Các bạn ơi, bé lúc đầu là có ba đen ba tay ni lông nhưng mà do nó trơn quá nó không có quen á các bạn, cho nên là nó khó, rất là khó lột cái thơm. Cũng đâu có hư mấy đâu, cũng đâu có hư mấy đâu, còn trái đâu nhà lột nó không ngon gì đâu. Sau lưng đó dạ, nguyên bọc đó ông đi gọt dao đó mẹ ngon hơn đó, con dao ủi kia em là Ngân Thảo đó, gọt dao mày nhanh lắm luôn dạ. Kinh của em là gì Thảo? Dạ Ngọc Thảo. À, Ngọc Thảo. Thầy ơi, có coi bên bắt nướng á. Dạ. Em nói cười với cái hồn Trúc Ngân bé. Trúc Ngân, sáng có thấy nó đây rồi nó đâu rồi. Bỏ đây đi rồi. Đi hơn, đi qua bên cả đứa hả? Ngân, bỏ đây này, bỏ đi. Cái đi ông ơi, 7 năm sáng vậy. À. Về cái gì? Em bỏ. Cảm ơn chú chứ. Cảm ơn chú. Cái dựng lò gỡ cái con kéo vậy, kéo dây kéo lên con, có dây kéo không? Áo dây kéo. Ở trong á. Ở trong đi. Ở trong đi con để gớt. Ừ. Sao không chín rồi. Cẩn thận từ từ thôi. Mai thuê vệ sĩ đi theo bảo vệ. Mình con mình có cũng không có lại. Dạ dạ. Mình con không ai đụng lại rồi ha. Trái kìa. Ủa, anh hãy cho lại chưa không? Không phải hả? Cái bên con đó là mất á.
kêu mẹ sắm cái túi này nè, đeo trước bụng á. À, giống như mấy chú này nè, mua cái túi á, kêu mẹ mua mấy túi này nè. Nói ra về kêu mẹ mua nha. Mua cái túi giống như mấy chú này đeo trước bụng á con. Con nào đấy à, cái cô hồi nãy à, cô mà nhanh lên đi con.
Đây là giờ chú vào trong kia này đúng không? Ngủ hồ rồi. Để mà nhìn em bà nói nó chín tuổi rồi.